Dự án sửa chữa nền mặt đường quốc lộ 279 đoạn km 92 đến km 101 được triển khai từ đầu tháng 5 năm 2019. Căn cứ vào hiện trạng giao thông khu vực, lực lượng thanh tra giao thông đã phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo đi lại thuận lợi cho nhân dân. Sau gần một tháng triển khai thi công, tình hình đảm bảo giao thông trên toàn tuyến ngày càng trở nên khó khăn phức tạp do tiến độ thi công chậm. Mặt khác, do dự án được thực hiện theo hình thức cải tạo, vừa làm vừa bảo đảm giao thông, trong khi mặt đường hẹp, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, đặc biệt là các xe có tải trọng lớn, nên nhiều đoạn đã bị xuống cấp trầm trọng, làm ảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân, gây nhiều khó khăn trong công tác phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng. Một số các lái xe, chủ phương tiện thông qua các trang mạng xã hội để nắm bắt cái thời gian cũng như hoạt động của lực lượng chức năng, hòng là tìm tránh thời điểm lực lượng chức năng làm việc để cố tình vi phạm. Và trong cái quá trình xử lý vi phạm thì trên đoạn tuyến trên là do là đường là rất là quanh co và độ dốc sọc lớn, nên là cái việc dừng phương tiện ở đoạn tuyến trên là cũng rất là khó. Với sự phối hợp giữa lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông công an huyện cũng như công an tỉnh thì thời gian vừa qua là cũng làm rất quyết liệt, thì cái tình trạng vi phạm đi vào đường cấm ở trên đoạn tuyến trên đối với các xe từ 40 trở lên là đã giảm đáng kể, và đến thời điểm này thì gần như là không còn. Do là tuyến đường huyết mạch nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, xe tải chở quặng từ các mỏ thường xuyên chạy qua, nhiều chủ phương tiện cố tình vi phạm. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và tạo điều kiện cho các đơn vị thi công, lực lượng thanh tra giao thông đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương cũng như các đơn vị thi công tiến hành hoạt động chỉ huy, phân luồng, hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các điểm có tình hình giao thông phức tạp. Để tiếp tục duy trì cái hiệu quả trong việc mà xử lý cũng như cái phân luồng đảm bảo giao thông ở km 92 đến km 101 quốc lộ 279, thì trong thời gian tới thì lực lượng thanh tra giao thông sẽ tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ đối với lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Văn Bàn và công an tỉnh, cũng như là các đơn vị thi công thường xuyên nắm bắt cái tình hình giao thông trên tuyến và bố trí cán bộ để có thể phân luồng đảm bảo giao thông tốt nhất, để đẩy nhanh cái tiến độ thi công để nhanh chóng đưa cái tuyến đường này vào khai thác để đảm bảo êm thuận nhất. Hiện tại chủ đầu tư đang chỉ đạo sát sao nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, có những biện pháp ưu việt tối ưu nhất để nhanh chóng hoàn thiện, sớm đưa công trình vào khai thác vận hành. Ngoài sự chủ động của lực lượng chức năng, bản thân mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tuân thủ quy định của luật giao thông đường bộ, góp phần kiềm chế ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến đường này.